Thưa anh chị em, chương trình của cha làm đất thánh nơi yên nghỉ cuối cùng thì hiện giờ cha đã chôn được một người nằm trong đất thánh này. Thì đất thánh này đã bắt đầu đi vào hoạt động. Thì sau khi đi vào hoạt động thì bắt đầu cha mới thiết kế đất thánh này lại, có nơi chôn, rồi có nhà hài cốt, rồi có nơi làm lễ, rồi có nơi để xác, rồi có bàn thờ, rồi có nơi để đốt nhang cho người chết. Thì anh chị em nhìn thấy toàn cảnh ở đây là cha đang thiết kế lại cái công trình gọi là đất thánh, nơi yên nghỉ cuối cùng cho những ai mà không có điều kiện vào đây. Thực ra thì trước đây cái miếng đất này nó là miếng ruộng, và bây giờ lên một cái công trình đất thánh như vậy cho thấy trong lòng rất là vui. Tuy mặc dù tốn tiền rất là nhiều nhưng mà thấy trong lòng vui, ấm áp. Nó vui ở chỗ là có nơi để thờ phượng, rồi có nơi để cho người ta nằm nghỉ ngơi sau những ngày tháng cuối cùng của người ta kết thúc một đời sống ở trần gian. Thì những người đó họ có nơi yên nghỉ sau cùng. Thì như anh chị em thấy, nhìn toàn cảnh thấy thì trước mặt cha là một cái nơi để quan tài. Trước khi họ đưa vào quyệt để mà lập mộ thì họ sẽ có một cái bước nằm ở đây. Cái này cha sẽ lấp đất, xong rồi cha đổ dĩ tráng bằng. Thì cái quan tài để ở đây, thì cái hình, cái di ảnh để đây. Nhưng cái đất thánh này cha thấy có một cái hay ở chỗ này mà cha nói với anh chị em đó là Chúa đang đứng về phía mặt trời mọc, cho nên chúng ta đứng đây chúng ta hướng về Chúa nghĩa là chúng ta đang hướng về phía mặt trời, là chúng ta đang đứng, chúng ta đối diện với mặt trời. À, chúng ta đang Chúa đang nhìn xuống, Chúa giống như một cái mặt trời đứng ở trên nhìn xuống. Mình nhìn lên Chúa, mình nhìn lên mặt trời là mình thấy Chúa liền. Thì một người chết sẽ nằm đây, cái đầu nằm ở đây để mà họ hướng về Chúa đây. Thì chỗ này là cha đang xây cái bàn thờ, để sau trong tương lai sau này mình sẽ làm lễ ở đây. Một người chết nằm ở đó thì mình đứng đây mình làm lễ, mình cầu nguyện cho họ. Thì đây là cái bàn thờ để làm lễ. Còn chỗ này là cái ngai vàng, chỗ này là cái ngai vàng mà Chúa sẽ ngồi đây để Chúa chiên và dê. Còn sau này ta sẽ làm một cái tượng Chúa để Chúa tắt chiên và dê ra, chiên ở bên phải, dê ở bên trái, theo tin mừng của Thánh Matthew chương 25. Chúa sẽ tắt chiên và dê ra, chiên ở bên phải, dê ở bên trái. Và đây là cái ghế Chúa ngồi, ghế rất là đẹp. Và trong tương lai ta sẽ cho Xuân Quang làm một cái tượng Chúa, là một cái tượng Chúa để Chúa ngồi, Chúa tắt chiên và dê, Chúa ngài phán xét sau cùng, Chúa sẽ ngồi để phán xét. Tới trên này là cái bàn thờ trời, đây là cái bàn thờ để mà đốt thắp nhang thắp hương để mà thờ Đức Chúa Trời. Đó là đường hướng của cha đang kiến thiết các thánh gì. Còn bên kia là chúng ta đã có mấy cái ngôi mộ, chúng ta đã làm tới đó ổn rồi. Bây giờ ai chết thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nên cho em thấy công trình này, tuy mặc dù công trình này thấy nó đơn sơ nhưng mà nó không đơn sơ, không đơn sơ chỗ là nó có ý nghĩa cho những người qua đời nằm những nơi đó. Nên là cha rất là vui mừng thông báo cho tất cả anh em cộng đồng mạng để thấy được, để ai có lòng thiện tâm để mà ủng hộ cho người qua đời thì
cứ việc ủng hộ trực tiếp đến với cha để cha làm công trình này. Đó là cái lòng thành của cha gửi đến anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chào anh chị em. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa trời, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời. Yêu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng cha quan hồng sâu tôi con cầu xin Chúa trời, từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời. Rồi con kính chào bác Simon Bảo Hoàng và kính chào bác Đông, là hai nhà nghiên cứu, một nhà nghiên cứu về y khoa, một nhà nghiên cứu về sử học. Nghiên cứu y khoa bên Tây Y thì ở bên Canada, còn nghiên cứu sự học ở bên Mỹ với lại chị từ bên Mỹ về nha, cùng các em có mặt ở đây. Hôm nay chúng con rủ các bác đến đây để chúng con giới thiệu về cái nơi yên nghỉ cuối cùng mà chúng con đã thành lập cách đây là hơn một năm. Hiện tại bây giờ nơi yên nghỉ cuối cùng này chúng con dành khoảng 2.000 mét vuông. Ở trong đó chúng con có chôn một cái ngôi mộ rồi, còn ba ngôi mộ thì chúng con đã có hài cốt rồi. Vậy là ở đây mình chôn coi như là được 4 ngôi mộ. Thì cách đây hơn 1 tháng chúng con đã làm một cái nơi để mà tôn nghiêm trước khi đưa linh cữu nhập vào lòng đất. Thì chúng con bắt đầu chúng con để trước mặt mình đó, đó là một cái ngôi mộ giả, để khi mình để cái quan tài lên đó. Thì đây là cái bàn thờ để cho nếu mà là người Công giáo thì sẽ có cha đứng đây làm lễ, mà nếu là Phật giáo thì có sư thầy ở đây, mà nếu mà đạo nào cũng có một người làm chủ đứng đây để nói chuyện với người quá cố. Rồi trước mặt mình, quay lại sau lưng thì trước mặt mình có một cái đài, gọi là cái đài của Chúa Giêsu là phán xét sau ngày sau cùng, là Chúa Giêsu sẽ ngồi đây nha. Chúa Giêsu sẽ ngồi đây để Chúa Giêsu phán xét thiên bên phải và dê ở bên trái. Cho nên cái cấu trúc của cái nơi thờ tự này nó khác nhau. Ở nơi đất thánh của ở trong đạo Công giáo thì thông thường là đất thánh nó có cây thánh giá chú chuộc tội. Còn ở đây con không làm cái thánh giá mà con làm Chúa Giêsu ngồi để phán xét. Là ngày phán xét cuối cùng Tin Mừng Matthew chương 25 á, là Chúa Giêsu đến ngày quang lâm, Chúa đến, Chúa phán xét chiên ở bên phải và dê bên trái. Thì hiện giờ thì chúng ta chưa làm được cái tượng Chúa ở đây. Thì sau này chúng con sẽ thỉnh một cái tượng Chúa về ngồi đây để Chúa phán xét chiên bên phải dê bên trái. Còn trước mặt mình là cái bàn thờ trời, bàn thờ thờ Đức Chúa Trời. Ở trên bàn thờ đó có một cái cuốn Kinh Thánh Cụ Ước. Đó, Kinh Thánh Cụ Ước mà ngày xưa đó, dân Do Thái vượt qua biển đỏ tiến vào đất hứa ăn manna. Thì lúc này đây là dân Do Thái ăn manna mà ăn hết nổi là kêu trách Môi-se, tại sao mà các ông cho chúng tôi thức ăn nhàm chán này. Thì khi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn, nổi cơn thịnh nộ lên, thì Môi-se mới lập một bàn thờ trời. Và Môi-se kêu mọi người phải quỳ xuống trước bàn thờ trời, giang tay ra xin lỗi Chúa, thì Chúa mới rút cơn thịnh nộ đó lại. Thì ngày hôm nay thì chúng con diễn tả lại cái bàn thờ trời đó. Nhưng ngược lại bàn thờ trời này nó có một cái hay là để dành cho tất cả các mối đạo luôn. Đạo nào cũng phải thờ trời cả. Bác Hoàng đồng ý không? Đúng rồi, thượng đế mà. Đạo nào cũng phải thờ trời. Nhưng mà như vậy thì cái bàn thờ đó là để ý chỉ là thờ Đức Chúa Trời. Còn cái bàn thờ kế này là Chúa Giêsu ngồi phán xét theo cái nghi thức của đạo Công giáo, theo niềm tin của đạo Công giáo. Còn đây là cái bàn thờ để mà nói chuyện, một người đại diện bên tôn giáo nói chuyện với một người quá cố trước khi nhập vào lòng đất mẹ. Thì đó là chúng con thành lập một cái nơi như thế này.
Và cái công trình này là do cô Khôi Lai ở bên Mỹ tài trợ. Công trình này là 2,600 đô. Nhưng mà chúng con làm thì không đủ, nhưng mà chúng con vẫn phải làm cho nó hoàn thiện cái công trình này. Để trong tương lai nếu mà có ai dân cúng làm đất thánh thì chúng con sẽ làm hàng rào, chúng con sẽ mua đất, chúng con đổ lên đây, đổ từ từ lên trên đây cho bằng phẳng hết, để làm đây là một cái giống như một cái công viên, nơi an nghỉ cuối cùng của những người qua đời, giống như một cái công viên. Thì đó là ý định của chúng con vậy. Đây là cái ngai vàng của chúa ngồi đây để chúa phán xét. Còn đây là cái ký hiệu của Chúa Giêsu. Đây là bánh thánh thể. Còn đây là ký hiệu Chúa Giêsu. Đây là Chúa Giêsu ngồi đây để Chúa Giêsu phán xét. Còn đây là hai cái trái châu. Chúa Giêsu sẽ ôm quả đó. Rồi bây giờ mình bước lên nữa nha. Bước lên. Đây, này con sẽ đi ngay cha. Xin giới thiệu luôn với các bác. Đây là bàn thờ Đức Chúa Trời. Mà thông thường theo cái niềm tin của người Công giáo thì Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là ba ngôi. Thì đây là Đức Chúa Cha, kế bên đây là Đức Chúa Con. Còn Đức Chúa Thánh Thần thì sau này chúng con làm một cái cảnh núi để lấy hình chim bồ câu thôi. Nhưng mà sau này chúng con sẽ làm cho nó đầy đủ hơn. Thì con như con nói hồi nãy đó, cái biểu tượng này nó không giống cái biểu tượng của đất thánh người Công giáo. Vì đất thánh người Công giáo là cây thánh giá của chùa cộng. Còn đây là biểu tượng dành cho các mối đạo luôn, là thờ Đức Chúa Trời. Còn Chúa Giêsu là người phán xét sau cùng. Thì đó là cái ý nghĩa mà chúng con làm như vậy. Thì trong này là Alpha và Omega. Những hình này là Thiên Chúa là đầu, là nguyên thủy, là cùng đích. Cái hình dưới cùng là hình Alpha. Còn cái bầu đó là Omega. Trên đây là Jehovah. Trên đó là Jehovah, là Đức Chúa Trời. Dạ, Jehovah. Jehovah là Đức Chúa Trời. Thì công trình này con cũng xin nói lại là do cô Khôi Lai, gia đình của cô Khôi Lai ở bên Mỹ biếu 2,600 đô. Còn kế bên đây là chúng con đã làm được 4 cái ngôi mộ. Thì trong tương lai chúng con sẽ xây hàng hôm nào trước hết. Có ông Thư đến là cái ngôi mộ cuối cùng đó. Đó. Ngôi mộ đầu cùng đó. Ngôi mộ đó. Lúc đó chưa xây cái này. Dạ đúng rồi, con chưa thấy cái này. Chưa thấy cái này. Ba thấy cái này cũng ý nghĩa lắm ạ. Sau này tụi con đổ đất cho trong này. Tụi con mới trồng cúc núi trong này. Đúng hơi việc luôn. Tận dụng trồng cúc núi cho cây gì nó có bông bông ra ha. Hay đó. Trồng mè dân cho Đức Chúa Trời. Trồng đỏ. Rồi thôi mình tới đây mình kết thúc nha. Kết thúc trời mưa. Cảm ơn các bác nhiều lắm nha. Rồi. Đây là một cái bông lúa. Trời phú cho nè. Ha. Bây giờ nó trổ tới đây là nó mới trổ có được 10 ngày thôi. Bắt đầu tự đêm với ngày á, cái hạt lúa này nó hả miệng ra cái nhị lúa này là nó hứng xương, hứng nắng. Sau khi nó hứng đủ xương nắng rồi, bắt đầu nó ngậm lại, bắt đầu ở dưới gốc lúa đó, nó mới bơm chất lên. Thì khi nó bơm chất lên á, là hiện nay hạt lúa này nó trở thành sữa nè. Đó, sữa ra nè, thấy không? Đó, thì cái sữa này hiện giờ là hàng trăm chất ở trong này nè, nó đã nano thành nước, thấy không? Nó đã nano thành nước ở trong này nè, nó cái nước này là thuốc nè, mà đâu có ai biết đâu. Thì cái thuốc này bây giờ nó đang nano, chú bóp đang ra sữa nè, nó sữa không à? Nó sữa không à, thấy không? Không lúa sữa không à? Đó, sữa ướt tay mình nè, đó, thấy không? Thấy sữa không nè? Ha, thì cái sữa này hiện nay nè. Cái sữa này là tinh chất của trời nè, là nắng gió sương qua cái nhị này nè. Rồi, đúng không? Rồi cái sữa, cái nước này là từ dưới này nè, chất ngọt, chất đường, chất khoáng, chất béo, chất chua, chất gì lúc ở dưới đất này nó mới hội tụ lại thành một, nó ngậm vô trong hột lúa. Thì khi nó ngậm vô trong này bắt đầu nó cho nano, ông trời cũng cho nó nano thành một, cũng hòa quyện thành một. Thì sau một thời gian nó đông đặc, nó chín cứng, thì nó khi nó cứng thành hột gạo thì mình ăn, giờ mình ăn mình đâu biết trong này là thuốc. Nhưng mà chưa, từ cái chỗ này mình mới cho nano ra một lần nữa thành cái hơi nước, nấu thành cháo, mà không phải nấu thành cháo mà phải giữ cái hơi nó lại, để cái hơi nó thành nước. Thì khi đó tức là kể như nó bốc hơi lên rồi cho nó lạnh ở trên lại là thành nước, nó thành nước thì cái hơi đó chính là thuốc trị ung thư, trị nan y. Và trở lại còn lại cái bã cháo này là nuôi sống mình. Còn cái nước đó là thuốc. Trị các loại nan y. Dễ không? Yeah. Cái nước đó cho bệnh nhân uống. Cho bệnh nhân uống.
Dạ ợt phải không? Đâu rồi, biết thì dễ, nhưng mà không biết thì là mù. Không, cái này phải nghiên cứu à. Phải nghiên cứu dữ lắm mà, này nghiên cứu rất là thực tế nè. Thực tế là hai bông lúa, mấy ông thấy thực tế vô cùng. Này đang ngậm sữa, đang mở miệng ra ngậm sữa. Mà mở miệng ra để hứng xương gió nè, sữa nè, nó ướt tay mình nè, thấy không? 7-8 giờ sáng thì nó mở miệng ra. Đêm ngày nó đều mở miệng để nó hứng xương, hứng nắng. À, khi... đêm nó tối nó mới phải... Đúng, không khi nó ngậm đủ xong rồi, nó hứng đủ xong rồi nó ngậm lại. À. Bắt đầu chắc ở dưới nó đưa lên. Đưa lên nó bắt đầu rút vô thành nước, bắt đầu tất cả các chất nó nằm trong này nó nano thành nước. Thì đó là thuốc. À. Nhưng mà mình ăn thôi thì nó tốt, nhưng mà mình cho nó nano thành nước nữa thì cái nước đó chính là thuốc chữa bệnh.